Palapoy y bằng x bình chia 2. Câu A vẽ nó. Thì để vẽ Palapoy các bạn nhớ giúp Lợ gồm có hai bước: bảng giá, giá trị. Thì các bạn nhớ lấy 5 điểm. Tiếp theo đó là vẽ. Thì các bạn chuẩn bị giúp Lợ một cái bút nè, một cái thước thẳng nè và một cái thước vẽ Palapoy. Đây, được chưa? Đó, vậy là mình đã chuẩn bị xong rồi. Thì bắt đầu các bạn nhớ nè, bảng giá trị các bạn nhớ không được viết tắt chống lợi nha các bạn. Không được viết tắt. X nè và Y là cái đề nè. Đó, X bình chia 2. Cố gắng lấy điểm đầu tiên đó là 0, 0. Được chưa? Thế không vào 0 bình chia 2 đá ra 0. Tiếp tục các bạn lấy số nhỏ hơn 1. Nhỏ hơn 1 sẽ có nghe bạn Tâm. Nhỏ hơn 1 là gì ạ? À? Là trừ 1 cũng được, nhưng các bạn sẽ lấy trừ 2 giúp Lợ và trừ 4 nha các bạn. Để chi ạ? À? Và ở đây 2 thì đây là trừ 2, đây là 2, ở đây trừ 4 thì đây là 4. Để khi các bạn lúc các bạn bình phương rồi các bạn chia 2 ra số đẹp nha các bạn. Trừ 2 bình phương, trừ 2 tất cả bình phương ra 4, 4 chia 2 được 2 và ở đây tương ứng 2. Trừ 4 bình phương ra 16, 16 chia 2 được 8 và ở đây tương ứng là 8. Sau đó các bạn kết luận hàm số y bằng x bình chia 2 là đường cong. Bạn nào trả lời Palapoy cũng được nha các bạn. Đi qua các điểm. Thì các bạn liệt kê các điểm đó ra. Đó là trừ 4, 8, trừ 2, 2. Tiếp theo 0, 0, 2, 2, 4, 8. Được chưa? Rồi, vậy các bạn bước tiếp theo các bạn vẽ. Thì ở đây có x của mình là trừ 4 đến 4, còn y của mình là 8 đến 8. Nên các bạn là di chuyển như thế này để vẽ cho nó đủ nha. Còn các bạn phải vẽ thẳng nha các bạn. Rồi, bắt đầu nè các bạn. Đây. Và các bạn không được di chuyển thước nha. Các bạn gạch vào. Đó, cứ 1 cm các bạn gạch một ô. Gạch. Được chưa? Rồi, tiếp tục như vậy. Đưa vào đây. Đó. Chết rồi, 8 không đủ rồi. Các bạn thông cảm nha. Các bạn 8 không đủ rồi. Đó, mình vẽ nhỏ lại. Các bạn thông cảm, nhớ chia đều nha các bạn. Nhớ chia đều nha. Không được chia như lợi nha. Đó. Ở dưới cũng vậy. Đó, các bạn chia đều nha. Cố gắng các bạn chia đều nha các bạn. Rồi đây là trục ô OX nè, đây là trục ô OY nè. Đó, thêm một nữa. Đó. Rồi bên phải trục ô OX là 1 2 3 4. Đây là -1, -2, -3, -4. Trên là 1 2 3 4 5 6 7 8. Đây là -1, -2, -3, -4, -5, -6. Vân vân và vân vân. Rồi -4 nè, -4 là X nè. 8 là y nè, các bạn đưa cái thước vào góc vuông này, vào x trước, trừ 4 nè. Lên 8, 8 trên đây các bạn gạch. Đó, gạch tới vị trí số 8 thôi. Đó, ok chưa ạ? À? Tương tự 8 nè, đưa góc vuông vô. Rồi, chậm cái. Tiếp tục, trừ 2, 2. Ở đây các bạn cố gắng vẽ bằng thước nha, là vẽ bằng tay nha các bạn. 0, 0, 2, 2, 2, 2, đây. Và 4, 8. Ờ, 48. Được chưa? Sau đó các bạn chuẩn bị một cái thước Palapoy. Palapoy đây. Và các bạn đưa thước Palapoy vào 3 điểm bên phải trước hoặc 3 điểm bên trái trước cũng được. Rồi các bạn kéo. Và tuyệt đối nè, không được tới đây là dừng nha, các bạn hơn nó luôn. Đó, lên luôn. Tiếp tục bên đây cũng vậy. Bên đây cũng vậy. Đó, bên đây cũng vậy. Và nhớ cẩn thận phải đi qua các điểm nha các bạn, không đi qua các điểm là sai nha. Và các bạn ghi y bằng x bình chia 2. Ok không ạ? À? Ok nha các bạn. Ok không ạ? À? Rồi, bạn nào yêu quý Lợi thì hãy like, share, chia sẻ, tag bạn bè vào đi các bạn ơi. Cho em xem đề thầy đang giải đi ạ. À. Đây đề đây các bạn ơi. Bạn nào yêu quý Lợi thì hãy like, share, chia sẻ, tag bạn bè và giúp Lợi nha các bạn. Rồi, tiếp tục nè. Câu tiếp theo nha các bạn. Câu 2B tìm tọa độ giao điểm giữa B và D. Thì các bạn có B đâu ạ? À?
y bằng x bình chia 2, và d của mình đó là y bằng trừ x chia 2 cộng cộng 3. Thì các bạn nghĩ ngay, khi gặp bài toán kêu tìm tọa độ giao điểm giữa P và D, hay là giữa D với D, hoặc là giữa P với B, thì các bạn nghĩ ngay đó là phương trình hoành độ giao điểm của B và D. Sau đó các bạn cho hai cái vế của nó bằng nhau, vế phải của nó bằng bằng nhau. Vậy x bình chia 2 bằng trừ x chia 2 cộng cộng 3. Các bạn thấy chia 2 không ạ? À? Thì các bạn chuyển qua đây thành nhân, nhân 2 giúp lợi. Rồi x bình nè, chuyển 2 qua đây nhân 2. Hôm nay nhân 2 ra trừ x, này nhân 2 ra cộng 6. Được chưa? Và các bạn chuyển qua một một vế, nhớ chuyển vế đổi đổi dấu. Sau đó các bạn đã quay về phương trình bậc mấy à? Phương trình bậc 2 một ẩn, thì các bạn tính a b c. A bằng 1, B bằng 1, C bằng trừ 6. Và các bạn tính delta B bình trừ 4 lần A C. Được chưa? Delta bằng B nè, 1 bình trừ 4 nhân A là 1, nhân C là trừ trừ 6. Sau đó em chưa hiểu dòng thứ tư đếm xuống 1, 2, 3, 4 chỗ này hả bạn? Hay chỗ này? Đánh số 1, 2, 3, 4. Dòng thứ mấy bạn ơi? Comment giúp lại sớm đi à. Cái mẫu đâu à? Đây nè, chia nè, chuyển qua thành nhân đó các bạn. Chia chuyển qua thành nhân. Chia chuyển qua thành nhân. Rồi vậy chưa hiểu cái chỗ này rồi. Các bạn thấy không ạ? À? Chia 2 đúng không ạ? À? Là chuyển qua thành nhân nha. Bằng là 2 nhân trừ x chia 2 cộng cộng 3. Rồi các bạn phân phân phối vào thì nó ra bước này. Được chưa ạ? À? Nó ra bước này. Ok chưa ạ? À? À, ra bước đó. Rồi, vậy mình tính được delta nó sẽ ra bao nhiêu ạ? À? 20 25 lớn hơn hơn 0. Vậy delta lớn hơn 0, vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt. Được chưa? À? Hai nghiệm phân biệt là x1 bằng trừ b cộng căn delta chia 2a. X2 bằng trừ b trừ căn delta chia 2a bằng bằng. Được chưa? Và ở đây các bạn cần tính căn delta, thì các bạn tính căn giúp lợi delta đây, 25 căn 25 ra ra 5. Sau đó các bạn thế vào trừ đây, a b đây trừ 1 cộng 5 chia cho 2 nhân 1 ra là 2. Trừ 1 trừ 5 chia 2 nhân 1 ra trừ 3. Sau đó các bạn hãy làm ơn làm phước lấy máy tính bấm lại giúp lợi để xác định hai cái nghiệm này đúng chưa. Các bạn bấm là on mod 53. A nè, 1 bằng 1 bằng trừ 6 bằng bằng, thì ra nghiệm là 2 và nghiệm là trừ trừ 3. Được chưa? Vậy ta đã có rồi, thì các bạn suy ra Y1. Và nhớ các bạn thay vào P cũng được, hoặc là thay vào D cũng được. Chỗ nào có x các bạn thay bằng 2. 2 bình ra ra mấy à? 2 bình ra 4 chia 2 là được được 2. Tiếp tục suy ra thế vào b y2 bằng à, thế ha, trừ 3 vào, trừ 3 bình ra là 9, vậy là chính phần phần 2. Sau đó các bạn kết luận b cắt d hoặc là p giao d tại hai hai điểm phân phân biệt, đó là 2 2 2 2 và trừ 3 trừ 3 chính phần phần 2. Ok không ạ? À? Ok.